Du lịch Đà Nẵng hiện nay đang trên đà khôi phục sau những tác động của đại dịch COVID-19. Và với mục tiêu trở lại vị thế là điểm đến hàng đầu cả nước, thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào việc đổi mới các sản phẩm, dịch vụ du lịch. Chỉ tính riêng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, Đà Nẵng đón gần 80.000 lượt khách du lịch. Trong đó, khu du lịch Sun World Bà Nà Hills đã thu hút lượng khách tăng gần 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Có những ngày chúng tôi đã đón đến 90.000 lượt khách. Và điều đáng lưu ý đó là rất là nhiều du khách quốc tế đã đến với Đà Nẵng và đến với Bà Nà. Với những tín hiệu lạc quan như vậy, cộng với nhìn cách mà khách đến với khu du lịch, chúng tôi thấy rằng là du khách đã dần như quen với cái cách sống bình thường mới. Với những tín hiệu như thế thì tôi tin rằng du lịch tại Đà Nẵng và du lịch tại Việt Nam sẽ có những cái bước phát triển ấn tượng và du lịch chắc chắn sẽ quay trở lại trong mùa hè này. Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp đến, thành phố Đà Nẵng đã và đang chuẩn bị hàng loạt chương trình kích cầu du lịch, tổ chức sự kiện và truyền thông quảng bá xúc tiến điểm đến. Nhiều sản phẩm mới mẻ và các sự kiện hấp dẫn du khách như đường chạy sắc màu Color Mirin 2022 tại công viên Ngũ Hành, The Rap Show tại cung thể thao Tuyên Sơn, Thác Thần Mặt Trời, lễ hội ẩm thực và Beer Bee Festival 2022 và show diễn chủ đề The Battle of the Moon Kingdom tại khu du lịch Sun World Bà Nà Hills. Công viên châu Á dịp này cũng đã hoạt động trở lại với diện mạo mới mẻ. Cộng đồng doanh nghiệp du lịch cũng đã và đang phối hợp cùng với thành phố để triển khai phát triển nhiều các cái sản phẩm du lịch. Cụ thể như tại khu du lịch Sun World Bà Nà Hills được đưa vào khai thác phục vụ du khách trong dịp 30 tháng 4 này. Và chúng tôi kỳ vọng trong cái đợt 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sắp tới thì ngành du lịch của thành phố Đà Nẵng sẽ trở lại mạnh mẽ và sẽ phát triển rực rỡ. Dịp lễ sắp đến, thành phố dự kiến sẽ khai trương tuyến du lịch về đêm tại bãi biển Mỹ An và tuyến phố đi bộ An Thượng. Ngoài việc đầu tư làm mới những sản phẩm du lịch sẵn có, Đà Nẵng cũng đặt mục tiêu kiến tạo nên những sản phẩm dịch vụ du lịch đặc sắc như đưa vào khai thác bến CT15, khai thác tuyến thủy nội địa CT15 Bãi Đa, tuyến Đà Nẵng Lý Sơn, triển khai thí điểm quản lý hoạt động vui chơi giải trí dưới nước, thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thí điểm tổ chức dịch vụ phục vụ du lịch vào ban đêm và trang trí chiếu sáng tuyến đường Bạch Đằng và công viên đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi.